Rồi, mến chào tất cả các bạn à. Hôm nay mình đi tiếp tục đi coi con cách giải cứu con xe Cominco XK045 lên bờ các bạn. 2 ngày rồi các bạn. Vẫn qua cũng chưa lên, bữa nay lên được nhiều nữa các bạn. Mấy anh em xe cuốc tài xế đó các bạn đang dắt sáng sớm mà lặn nữa các bạn. Các bạn thấy nghề xe cuốc rất là cực khổ các bạn. Múc thì có tiền thiệt nhưng mà gặp sự cố gì mấy bác tài mấy tài xế rồi rất là cực. Nó đang lặn các bạn, đang lặn buộc dây rồi cho chắc chắn, hồi kéo lên bờ luôn các bạn.
2 ngày mà chưa lên.